Xin chào quý vị và các bạn. Đúng là đi đâu cho xa quý vị. Ở ngay cái thành phố Thủ Đức này, mà đây là cái quận Thủ Đức cũ ngày xưa nha. Đó, nghĩa là cái chính hiệu là thuộc quận Thủ Đức. Đó, chứ không phải ở quận 9 hay quận 2 nha, cái này là Thủ Đức. Và ở đây là phường Linh Tây. Nó song song với trục đường Phạm Văn Đồng á. Đó, là đi vào cái khu dân cư này, nhà cửa đất đai còn nhiều lắm, có cả chung cư nữa này. Đó, chung cư Linh Tây Tower. Đó. Đường xá thì cũng rất là đẹp, cao ráo luôn, khu vực này thì cao ráo rồi. Đó, chung cư này cũng khá lâu rồi quý vị bạn, chung cư này người ta làm khá lâu rồi. À, trên trên chục năm rồi, chục năm mười mấy năm rồi. À, từ năm 2003 bắt đầu người ta khởi động, 2007, 2007. Giờ cũng 10, 16, 17 năm, 15 năm. Đó, đất đai cũng còn nhiều, nhà cửa cũng còn nhiều luôn. Đó, đây khu vực cái gì đây mà có cả nhà hoang luôn quý vị này. Nhà người ta bỏ ra đây này, không biết đây là cái công viên hay cái gì á. Mà người ta làm nên nó bây giờ các cái nhà đó như đập với trơ xương luôn à. Đó, đây là phường Linh Tây đó ngay, phường Linh Tây đất đai nhiều lắm. Đó, còn con đường này đi ra trước mặt là đường Phạm Văn Đồng đó. Đó, cho nên là nói ở Thủ Đức, Thủ Đức bây giờ nó rộng bao la luôn. Và đây là những cái khu Thủ Đức cũ, cái dư cư dân ngày xưa là đã nhiều lắm rồi. Và bây giờ là vẫn còn nhà cửa đất đai đâu còn nhiều lắm. Thì đây là một vài cái hình ảnh để Sài Gòn Camera cung cấp cho quý vị và các bạn coi. À, bây giờ mời quý vị và bạn cùng đi theo Sài Gòn Camera ha, đi vô thăm khu dân cư này. Đó, khu dân cư này là có tên, khu dân cư này là có tên là khu dự án nhé, Tân Hải Minh, Tân Hải Minh. Đó, nghĩa là có cả chung cư, có cả nhà dân, có cả nền đất, có cả nhà phố. Và đây là cái chung cư này quý vị bà này, chung cư này là nó có hai lóc ạ. À, có hai lóc, nó cao khoảng 18 tầng ạ. À, và nó gồm khoảng 649 căn hộ với diện tích từ 1 tới 3 phòng ngủ, 45 tới 70 mét vuông. Đó, bây giờ người ta cũng chào bán nhiều lắm. Nói chung người ta xây dựng lâu rồi, quý vị nhìn thấy cái màu ngày xưa này, màu hồng, màu đỏ rồi này kia không? Tường rồi thì nó cũng cũ rồi, chung cư mà mười mấy năm rồi, dữ dằn lắm rồi. Đó, hiện tại người ta chào bán ở đây một căn hộ 2 phòng ngủ là khoảng 2 tỷ 3 một căn. Diện tích là từ 64, 67 cho tới 80 mét vuông. Đó, nghĩa là cái cỡ của nó đó là 70 mét vuông, 70 mét vuông. Đó, thì một cái căn hộ 2 phòng ngủ người ta chào khoảng 2 tỷ 2, 2 tỷ 1. Đó, nói chung đây thì trung tâm quá rồi, đây thì đường xá rất là trung tâm. Đây đi vô theo con đường Đào Trinh Nhất đi về chợ Thủ Đức á, Kha Vạn Cân á. À, chừng cũng khoảng chắc cũng cỡ 2 km à, cỡ đó thôi. Còn cái trục đường này thì đi ra Phạm Văn Đồng như nãy mình đầu clip mình nói sơ bộ đó, là đi ra trục đường Phạm Văn Đồng luôn thì rất là gần đó, chứ không cần đi đâu xa hết, các cái vùng ven xa xôi hẻo lánh gì ấy. À, thì theo mình được biết cái dự án này được hình thành từ năm 2003 hay 2007 đó quý vị các bạn. Rồi sau đó người ta làm nhà nền đất lên để người ta phân ra rồi người ta bán. Ngày xưa thì nó rẻ lắm, bây giờ thì cao rồi, bây giờ thì cao giá rồi. Đó, chung cư bên đây, chung cư đây thì hiện tại có những anh môi giới người ta nói là cái rổ hàng cả 10 cái căn hộ vậy đó, bán một lúc. Thì nói chung cũng nhiều, người ta ở chung cư rồi nhiều lúc bây giờ, ngày xưa thì người ta mua, bây giờ người ta đổi chung cư mới, hoặc là người ta có tiền người ta ra mua cái nhà phố thì gì chẳng hạn, người ta bán lại. Hoặc là những cái nhà đầu tư người ta mua chắc cho thuê thời gian, bây giờ chúng chán rồi bây giờ người ta bán, nó có những cái tình huống như vậy. Đó, hai bên đây đất đai còn khá nhiều. Và một cái điều đặc biệt như mình đã nói đó, dưới các cái chung cư á, người ta đậu xe hơi nhiều lắm. Mình nghĩ là chắc xung quanh cái chung cư thì đường xá nó rộng, người ta làm cái hành lang á, cái đường xung quanh, cho nên là mấy anh tài xế khoái đậu dưới chung cư, vừa an toàn và vừa có chỗ để đậu nữa, cây xanh thì bóng mát mà. Đó, trong đây là khu biệt thự này quý vị này, cũng có những cái nhà đại gia trong đây này chứ không phải chơi đâu.
Đó, kính cổng cao tường hết trơn á. Nhưng mà đây chắc người ta ít đi lại sao, cũng có hình đây là nước nước khu vực này là nước đọng đó nghe. Đó, nó dồn đất lại đó. Nhưng mà nói chung người ta thiết kế thì người ta quy hoạch thì cũng thoáng mát, đây là cái công viên mà thoáng mát. Tôi nghĩ là một cái dự án hình thành mười mấy năm, 15 16 năm rồi mà coi như đất đai vẫn còn nhiều, quý vị thấy không? Nghĩa là các cái dự án nó khó lấp đầy, đa số là những cái nhà đầu tư. Đó, khi mà tới F1, F2, F3, F4, F5 chẳng hạn là cái giá đất nó đổi lên ghê lắm. Đó, giá đất nó đổi lên, cái người mà có nhu cầu thực sự người ta mua không nổi. Đó, cách đây chừng khoảng năm 2000, 2015, 2014 người ta bán chào khu vực này nha, 100 mét vuông chỉ có 1,5 tỷ thôi. Nó 100 mét vuông 1,5 tỷ, bây giờ người ta chào lên tới gần 13 tỷ đó. Nó tăng gấp 7 gấp 8 lần đó quý vị các bạn. Cho nên là càng ngày cái nhu cầu cái người mà có nhu cầu thực sự là người ta không mua nổi. Đó, khu vực này là cho thuê, thuê bán cho thuê trong cái khối đế chung cư. Đó, cho nên như mình đã nói là mình đi rồi, đi đi cũng nhiều này, về các cái vùng ven như Long An ha, Bình Dương, rồi các cái vùng huyện ngoại thành như là Bình Chánh không, rồi quận 9 đó, bây giờ là thành phố Thủ Đức á, thì đất đai nó nhiều, cư dân thì nó để hoang hóa nhiều lắm. Nhưng ở những khu vực này thì cư dân thì cũng có rồi, người ta ở rồi, nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có những cái lô đất người ta đang để sống. Thì như mình đã nói, đây là cũng của những cái nhà đầu tư đó, hoặc là người ta để dành. Thế bây giờ giá cả nó tăng từ năm 2015, bây giờ là gần chục năm, nó tăng ghê không? Tăng khiếp. Ở trước đây khi chủ đầu tư người ta làm ra thì chỉ chào có 1,5 tỷ thôi, 100 mét vuông á. Bây giờ một cái lô đất như thế này nghe giá hết hồn luôn. Nó tùy tùy quý vị các bạn, tùy theo chủ chủ đất, chủ nhà. Ai cần tiền thì người ta bán rẻ. Ai chưa cần tiền mà rao bán để kinh doanh thì giá nó mắc. Bây giờ đây gặp được những cái mối mà săn được những cái mối mà người ta kẹt tiền người ta bán thì mới được. Vay mượn ngân hàng thì chịu không nổi rồi mới được. Đó, đi sâu vào trong đây thì quý vị không, đất đai nó còn nhiều lắm. Bên tay trái quý vị các bạn có một cái dãy nhà giống như người ta làm một cái dãy nhà ngày xưa là buôn bán ký ốt rồi này kia đó, bây giờ là dỡ mái hết đồ hết trơn rồi, bây giờ còn những cái bức tường đó, những cái bức tường đó thôi. Ngày xưa chắc làm nhà trọ hoặc là buôn bán gì, đây chắc đất công viên, đất công cộng gì đó quý vị các bạn. Đó, những cái dãy nhà đó nhiều lắm. Cho nên là tất cả trong các cái dự án đó thì cũng có những cái không hiểu được lý do ha, không hiểu được lý do. Nó có những lô đất như thế này, lô đất như thế kia, rồi lô đất để hoang, rồi những cái căn nhà trơ trọi rồi này kia không, quý vị các bạn nhìn thấy không? Đó, sao mà tận dụng được hết những cái quỹ đất này trong các cái quận huyện nhiều lắm quý vị các bạn, nhiều lắm. Đó, ngày vừa rồi thì báo chí cũng nói là chung cư ở Hà Nội quá trời cao, tạo sóng rồi này kia. Nhưng mà thực ra bây giờ những cái chung cư đây giá như quý vị và bạn biết đó, 2 tỷ, 2 tỷ mấy là có một căn hộ 2 phòng ngủ rồi. Thì mặc dù chung cư nó cũng xuống cấp đại khái như vậy, nhưng mà bây giờ ở vài chục năm thì cũng ok. Ví dụ như bây giờ cái này 15 năm thì chung cư thường thường thì khoảng 50 năm, còn 30 mấy năm nữa không? Thì cái nội thất bên trong chỉ cần sơn phết lại hàng năm, sơn phết lại gạch kiếc rồi mình thay đi là nó sạch, nó ngon lành thôi. Đó, bây giờ mình chạy xuống cái khu này coi đất đai dưới đây này quý vị bạn.
đường xá thì cũng chắp nối thôi, ở chỗ thì làm chỗ thì chưa. Đó, bên này là đường đá này. Nó cho nên là Sài Gòn Camera nói rồi, đi những cái khu vực có những cái khu đất, khu nhà, khu chung cư để mà cung cấp cho quý vị và các bạn tìm hiểu và tham khảo. Cho nên là quý vị bạn coi, ví dụ như mình định vị được cái khu vực này nè, gần chỗ của mình chẳng hạn, mình tham quan, mình đầu tư hoặc là như thế nào đó, trước mặt quý vị bạn là đường Phạm Văn Đồng đó quý vị. Nếu mà mình quẹo trái là đi về sân bay, và quẹo phải là đi về quốc lộ 1A, đi về Bình Dương, đi về Đồng Nai rồi đó. Đó là trục đường Phạm Văn Đồng đó quý vị. Thế là hai bên đất đai không, bên này thì rào chắn đàng hoàng, còn bên này thì đất đất trống luôn này, nhiều lắm luôn đó. Bên khu này người ta làm bãi giữ xe luôn này, tận dụng để làm bãi giữ xe không, còn bên đây là đất có cây tùm không đó, nghĩa là ngay trung tâm thành phố đó nghe. Thủ Đức là Thủ Đức cũ ngày xưa rồi, bây giờ là thuộc lại trung tâm rồi đó. Ngày xưa thì cũng vùng ven thôi, nhưng mà bây giờ là thuộc trung tâm rồi. Khi mà cái trục đường Phạm Văn Đồng mở ra là những khu vực này là khác hẳn luôn, đất đai rồi nó lên không đó, nhưng mà vẫn không sử dụng hết. Bây giờ rơi vô là phỏng tay của nó, tiền tiền hàng chục tỷ đó, chứ không phải đơn giản cái việc bạc. Ở như vậy cũng chán à, những cái nhà ở vậy cũng chán, cỏ rác nó tùm luôn đó. Cho nên những cái dãy nhà này, này người ta cũng làm gì đó, kiểu như làm kho làm tàng thôi, làm xưởng đồ này nọ không. Có một vài nhà ở thì nói chung cũng buồn, xung quanh là coi như là cỏ rác nó lên đó, quý vị và các bạn thấy không, không có gì sướng bằng ở những cái nhà 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 phố mà san sát nhau trong các cái quận nội thành. Đi mở cửa ra cái là thấy thấy nó xôm tủ rồi, nó ồn ào, nó náo nhiệt rồi đó. Đã là thành phố là như vậy, còn đại gia thì đại gia luôn. Đại gia thì ở biệt thự kín cổng cao tường thì biệt lập, rồi cái sân bóng mát, nhưng mà xung quanh phải sạch sẽ cũng được quý vị bạn. Chứ nếu như mình ở mà xung quanh mình á mà nó như thế này thì nó nhếch nhác như thế này thì cũng quải cho đầu. Đó, đất đai nhiều ha, họ cái chung cư ghê không? 600 mấy chục căn hộ đó, đường đất đường đá, khu dân cư xen kẽ. Nói chung thì không biết lúc nào để mà đường xá nó khang trang, đất đai rồi có nhà có cửa rồi ở ha. Có những cái vùng bây giờ phải đánh thuế bất động sản, đánh thuế nhà đất bỏ hoang thì mới mới được ha. Những khu này mà đánh thuế cái là ok luôn đó, là người ta đưa vào khai thác sử dụng bằng mọi cách, chứ không có để như vậy được. Trong khi những người có nhu cầu á thì không có đất có nhà, giá nó cao quá mà không chịu nổi. Còn có những số thì để đất để hoang hoang hóa tiếc thiệt chứ. Đó, bên tay phải quý vị và các bạn đây là chung cư này, còn bên tay trái là những cái dãy nhà phố đó. Hiện tại những cái dãy nhà phố này quý vị và các bạn người ta chào bán là khoảng 130 triệu một mét vuông này, một trệt hai lầu, năm 20 năm 21 đó, trệt hai lầu sân thượng thì người ta chào khoảng 13 tỷ một căn á, khiếp không đó. Cho nên là càng ngày đất đai nó càng càng ấy không, đây không rời vô là phỏng tay luôn đó. Còn có những cái khu đất cái nhà nó bỏ trống nữa, nhà nước bây giờ đóng thuế bất động sản thứ hai cái là bỏ hoang bỏ hóa, cái là coi như là người ta bằng mọi cách người ta phải làm nên không để hoang hóa nữa, không để nó nhếch nhác không đó. Thì hôm nay Sài Gòn Camera mời quý vị và các bạn đi về cái phường Linh Tây, thành phố Thủ Đức. Ngày xưa là huyện Thủ Đức á, rồi sau đó là đổi thành quận Thủ Đức, bây giờ là thành phố Thủ Đức rồi. Đây là cái Thủ Đức cũ ha, chính góc luôn ha, chính góc luôn. Và nhà cửa đất đai thì cũng còn khá nhiều, như mình đi một vòng đó, chung cư cũng có, đất nền cũng có, nhà rao bán cũng có luôn, trên một cái trục đường rất là tiện tiện ích, rất là thông thoáng, đi đâu cũng được á, giao thông thuận lợi vô cùng luôn. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn đi tham quan khu vực này.
Hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo. Một lần nữa xin thân ái chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.